Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là bạn nên làm gì khi gặp đói kém. Thưa quý mài chị em, là một người tin Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài hứa ban chúng ta một đời sống dư dật và sung mãn trong ơn của Ngài. Theo như Giăng đoạn 10 câu 10 chép rằng là kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Thế thì ý muốn của Chúa dành cho mỗi đời sống của chúng ta đó là chúng ta sẽ kinh nghiệm một mức độ sống dư dật để chúng ta trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa đời sống của mình thì đời sống tâm linh của chúng ta có Chúa Thánh Linh Ngài ngự vào và chúng ta được trở thành một nơi ngự của Chúa, và qua đời sống của chúng ta mà những người thế nhân xung quanh chúng ta sẽ biết được rằng là có một cái trời quyền năng, Ngài đang sống động và Ngài đang hành động xuyên qua mỗi người chúng ta. Quý bà chị em có khao khát sống một đời sống mà qua đó những người xung quanh của chúng ta họ thấy rằng là thật sự có Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta không anh chị em? Và nhất là khi chúng ta là con cái Chúa, chúng ta sống ở trong một thế gian đầy biến động và thay đổi không ngừng này, thì chúng ta có thể sẽ trải nghiệm những cái thời điểm mà kinh tế thế giới nó đi xuống và có thể cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta nó dường như rơi vào trong cái chỗ đói kém. Thì buổi sáng nay chúng ta sẽ khám phá ở trong lời của Chúa làm thế nào để chúng ta có thể sống và tồn tại, thậm chí là chúng ta có thể phát triển tốt ở trong những cái hoàn cảnh dường như là đói kém và khó khăn đó. Như Phao-lô đã nói rằng là trong mọi sự mọi nơi tôi đều tập hết, dù là no hay đói, dù dư hay là thiếu, tôi vẫn tập hết. Chúng ta xem ở trong Philip đoạn 4 câu số 12 cho đến câu số 13, lời của Phao-lô đã nói thế này: tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng sức cho tôi. Một sứ đồ đầy ơn của Chúa đã nói rằng là tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Vậy thì khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ được kinh nghiệm cái sự dư dật và phong phú ở trong ơn của Chúa. Nhưng đồng thời cũng sẽ có những lúc mà chúng ta phải chịu cái sự khó khăn thiếu thốn. Và nhất là khi mà thế giới xung quanh của chúng ta đang sống ở trong một cái thời điểm mà chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong tuần vừa rồi thì một con cái Chúa ở châu Âu nhắn tin nói với tôi rằng là có thể mùa đông này thì châu Âu sẽ phải gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì cớ họ phải tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm dầu, rồi tiết kiệm khí đốt, và cuộc sống sẽ phải dè sẻn và tiết kiệm nhiều hơn. Bởi vì cớ cả châu Âu đang sống ở dưới cái sự đe dọa của một thế lực mà nó có thể nó sẽ làm cho thế giới của chúng ta sẽ phải đảo lộn, thưa quý mài chè. Và tôi thiết nghĩ rằng là khi mà cả châu Âu mà sống ở trong cái bầu không khí khiếp đảm như vậy thì châu Á của chúng ta liệu rằng có bình yên hay không? Và bằng chứng đó là trong hơn một tuần vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã phải thấy cái cảnh mà cách đây 40 năm, 50 năm về trước chúng ta đã từng thấy. Đó là xăng dầu chúng ta phải mua theo giới hạn anh chị em. Có chỗ chỉ bán 30.000 đồng một lít thôi, 30.000 đồng thôi chứ không có được phép bán quá 30.000. Ở Tây Ninh cũng vậy đúng không ạ? Và chưa bao giờ mà sau năm 1975 mà chúng ta lại phải đối diện với cái cảnh như vậy, chỉ trừ trong cái thời điểm bao cấp thôi. Và chúng ta thấy rằng là trong cái thời điểm này có thể Việt Nam của chúng ta hoặc là thế giới sẽ phải rơi vào trong cái hiện trạng giống như vậy. Buổi sáng nay tôi không muốn trở thành một người rao truyền tin dữ, nhưng mà tôi muốn cho anh chị em chúng ta thấy rằng là sẽ có những cái thời điểm mà Chúa Ngài sẽ cho phép thế giới của chúng ta trải qua cái sự đói kém. Và trước khi cái điều đó xảy ra, chúng ta cần phải học để biết cách tồn tại và phát triển ở trong những lúc đói kém như vậy. Ở trong Kinh Thánh có nói về những con người họ đã sống ở trong những cái thời điểm đói kém. Và những người đó là những người mà Đức Chúa Trời Ngài chọn lựa, họ là những người tổ phụ của đức tin anh chị em. Và chúng ta buổi sáng nay sẽ học cách làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được cái sự đói kém một cách dư dật và sung mãn nhất, theo cách không tưởng nhất mà Đức Chúa Trời đã từng làm cho đời sống của Isaac. Chúng ta xem ở trong sách Sáng thế ký đoạn 26 từ câu 1 cho đến câu thứ 5. Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philitin tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: chớ xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Hãy ngụ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi. Vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ này. Hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Vì Abraham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Ở trong câu số 12 cho đến câu số 22 tôi sẽ đọc ở đây. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần. Vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho, người nên thành vượng, của cải càng ngày càng thêm lên, càng thêm cho đến đổi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cái ấy, dân Phi-li-tin đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Phi-li-tin lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng, hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thành vượng hơn chúng ta bội phần. Vậy Isaac bỏ chốn này đi đến đóng trại tại trũng Gera vợ đó. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình mà bị dân Phi-li-tin lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi trũng, gặp được một giếng nước mạch. Nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng, nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Esed, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Cái ấy các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa. Người đặt tên giếng này là Sitna. Đoàn người bỏ chỗ đó đi đào một giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng, bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Thưa quý mài, trên cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được cái thái độ của Isaac khi mà ông đối diện với sự đói kém. Kinh Thánh nói rằng là trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ ở tại xứ lại có một lần nữa. Như vậy thì trong đời của Abraham đã từng có xảy ra đói kém. Và trong cái thời đó thì Kinh Thánh nói rằng là Abraham đã đi xuống Egypto để có thể nhận được cái sự giàu có và dư dật ở tại Egypto trong cái lúc đói kém như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện nó không chỉ dừng người ta đó anh chị em. Sau khi mà Abraham đã đến Egypto thì Abraham đã gặt thêm một cái tai họa nữa, đó là ông lại có thêm một người đầy tớ tên là Aga. Và qua Aga mà Abraham sinh ra Ismael, và Ismael lại là đứa con nó nghịch lại với Isaac là đứa con của lời hứa. Và cho đến ngày hôm nay thì dòng dõi của Ismael đang hà hiếp và bức dòng dõi của Isaac cho đến tận ngày hôm nay, thưa quý mài chị em. Và Ismael chính là tổ phụ của dân Hồi giáo. Và đó lý do tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài không muốn cho Isaac ở trong cái cơn đói kém này đi xuống Egypto. Nhưng mà Chúa Ngài nói với Isaac rằng là con hãy ở lại trong xứ mà ta sẽ chỉ cho. Và cái xứ đó chính là cái xứ này. Thưa quý mài chị em, khi chúng ta đối diện với sự đói kém hoặc là cái sự thiếu thốn, theo như cái phản xạ tự nhiên của xác thịt con người chúng ta, đó là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những người hoặc là những cái nơi chốn nào hoặc là công việc nào để chúng ta có thể có được cái lợi tức, hoặc là chúng ta có được cái sự trợ giúp. Có thể lắm khi chúng ta đối diện với sự khó khăn thiếu thốn, chúng ta sẽ nghĩ đến Egypto đầu tiên, mà chúng ta sẽ không thể nghĩ đến Chúa được. Khi chúng ta đối diện với sự đói kém, có thể chúng ta sẽ bị cám dỗ để chúng ta nhìn vào trong những cái lá tử vi, vào trong những cái bài bói, hoặc là trong những cái số đề, hoặc là đá gà, cá độ và bài bạc. Thưa quý mài chị em, tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy ở lại trong xứ mà Chúa sẽ chỉ cho. Hãy tin cậy Chúa và đừng có tin cậy vào trong những cái lời hứa hẹn của con người, việc nhẹ lương cao, hoặc là chúng ta đánh bài, chúng ta nghe người ta nói ô đánh đi bỏ một ra gặt được 10. Anh chị em ơi, chúng ta đừng bao giờ vội chạy theo những cái lời hứa hẹn hoặc là những sự mời gọi của thế gian. Bởi vì chúng ta biết rằng là tin cậy Chúa nó sẽ giúp cho chúng ta có được một sự phước hạnh dài lâu. Ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 3 cho đến câu 4 chép rằng là hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy tin cậy Chúa và làm điều lành, hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Ở đây Chúa Ngài kêu gọi Isaac rằng là hãy ở trong xứ và hãy được phước của Chúa. Và thấy là Isaac đã chọn ở lại trong xứ đó và ông chọn tin cậy lời hứa của Chúa. Isaac không nhìn vào thế gian hoặc là nhìn vào trong cái sự mời gọi của Egypto, nhưng mà Isaac đã chọn ở lại trong xứ Gera. Và tại đó ông đã nghi ngẫm lời hứa của Chúa đã từng dành cho Abraham là cha của mình. Và bây giờ thì lời của Chúa một lần nữa hứa cho chính mình, thưa quý mài cha. Và Isaac đã nắm chặt lời hứa của Chúa đang khi mà ông ở tại trong xứ Gerar. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm trong lúc mà chúng ta đối diện với đói kém, thưa quý mài cha em, đó là chúng ta hãy giống như Isaac. Đó là chúng ta hãy nắm chặt lời hứa của Chúa. Chúng ta hãy tròn ở lại trong xứ mà chúng ta được Chúa Ngài kêu gọi đặt để chúng ta. Cái xứ đó ở trong tiếng Anh thì dùng cái từ đó là một cái xứ vững chắc, một cái nơi không bao giờ bị rúng động, không bao giờ bị lung lay, không bao giờ thay đổi. Và xứ đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Mỗi người Chúa đặt để chúng ta ở tại những cái địa phận hoặc là trong những cái vị trí khác nhau. Có người thì Chúa Ngài cho anh chị em chúng ta sinh ra tại Bình Phước, có người thì Chúa Ngài cho anh chị em sinh ra tại Tây Ninh, có người thì Chúa Ngài cho anh chị em được sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà sau đó thì Đức Chúa Trời Ngài cũng kêu gọi chúng ta để chúng ta được hầu vì Chúa, phục vụ Chúa tại nơi mà Chúa Ngài đặt để chúng ta. Vì tôi được sinh ra thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà Chúa Ngài đặt để tôi ở tại thành phố Tây Ninh. Rồi có người được sinh ra ở tại miền Tây Nam Bộ nhưng mà được Chúa Ngài sử dụng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và Chúa Ngài có một cái vị trí dành cho mỗi người chúng ta. Và hầu như là người thành phố Hồ Chí Minh, tôi biết rằng là hiếm khi nào mà họ chịu về quê để mà quản nhiệm hội thánh hoặc là về vùng sâu vùng xa để mà hầu về Chúa. Tại vì đa phần là người ta muốn tập trung ở tại Jerusalem, tức là thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi đã vâng theo lời của Chúa, tôi vẫn tiếp tục hầu về Chúa và quản nhiệm hội thánh của Chúa tại Tây Ninh này. Dù rằng hội thánh của chúng ta chỉ là một hội thánh vùng sâu vùng xa thôi, nhưng mà Chúa vẫn có cách để ban phước cho tôi. Cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở đây Isaac đã làm đó chính là ông đã vâng lời Chúa và chọn ở lại trong xứ theo lời của Chúa, thưa quý mài cha. Dẫu rằng lúc đó đói kém xảy ra khắp mọi nơi, và theo như cái logic bình thường tự nhiên đó là ông phải đến Egypto. Egypto là một nơi giàu có nhất và thịnh vượng nhất ở trong thời bây giờ. Nó tương tự giống như là Mỹ hoặc là châu Âu trong thời điểm hiện tại. Khi đói kém thì con người chúng ta dễ bị cám dỗ để chúng ta rời khỏi cái chỗ của mình, để chúng ta qua một cái nơi giàu có hơn, nhiều cái phước vật chất hơn. Nhưng mà ở đây Isaac đã chọn ở lại trong xứ theo lời của Chúa. Anh chị em chúng ta có dám trung tín ở lại cái chỗ, ở lại cái nơi hoặc là cái công việc mà Chúa đặt để anh chị em từ lúc ban đầu để chúng ta có thể nhận được phước của Chúa không? Anh chị em có dám giữ gìn cái sự công chính của Chúa ở trong lời của Ngài để chúng ta có thể đi làm kiếm tiền và chúng ta có sự dâng hiến theo lời của Chúa, để chúng ta trở thành nguồn phước cho thánh của Chúa, thay vì chúng ta đi đánh bài cờ bạc rồi chúng ta sử dụng tiền bạc của chúng ta để chúng ta làm giàu theo ý riêng của mình. Thì Chúa Ngài cho chúng ta có một sự tin cậy Chúa và làm điều lành, thưa quý mài cha, đừng làm điều dữ. Ở đây thì có thể anh chị em chúng ta sẽ nghĩ rằng là ố mục sư ơi, tôi đánh bài mà làm cái gì mà điều dữ, tôi chơi cờ bạc đỏ đen casino tôi đâu có giết ai đâu mà làm điều dữ, đúng không anh chị em? Làm điều dữ theo một số người nghĩ rằng là họ phải cầm dao hoặc cầm súng hoặc là làm hại ai đó thì mới là điều dữ chứ. Nhưng mà Chúa Ngài nói rằng là chớ có tham tiền. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 5 cho đến câu 6 chép rằng là chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng liền ở đâu, chẳng bỏ ở đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Sự đánh bài cờ bạc đỏ đen nó là một trong những cái bẫy của sự tham lam, quý mài cha. Và khi mà một người chơi đánh bài hoặc là cờ bạc đỏ đen, đá gà, số đề này kia đó anh chị em, thì đó là một trong những cách để kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng mà đó cũng là cái con đường ngắn nhất để dẫn người ta đến tới cái chỗ hủy diệt. Bởi vì người đời người ta nói rằng là cờ bạc là bác của thằng bần, không ai chơi cờ bạc mà giàu lên hoặc là khá hơn, mà chỉ có thể túng thiếu hơn mà thôi. Và cờ bạc chính là một trong những cái bẫy của tà linh tham lam dẫn đến cửa âm phủ. Nó sẽ dẫn người ta vào trong cái chỗ nô lệ và bị xiềng xích ở trong sự tham lam không có hồi kết. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng khánh kiệt và túng quẫn nợ nần vì mắc bẫy ma quỷ. Và lúc ban đầu chỉ có thể là một ván bài với một mồi nhử nhỏ thôi, nhưng mà rất hấp dẫn. Nhưng mà càng về sau thì tội lỗi nó sẽ phát triển dần dần theo năm tháng, từ một con beo con vô hại trở thành một con beo lớn đầy nguy hiểm. Do vị trí địa lý cho nên là tỉnh Tây Ninh của chúng ta giáp với lại Campuchia. Mà ở Campuchia ngay vùng biên giới nó có rất là nhiều casino và sòng bài. Theo như tôi được biết thì nhiều người Việt Nam của chúng ta đã bỏ công an việc làm của mình, bỏ nơi trốn của mình để qua Campuchia để mà kiếm tiền và chơi cờ bạc đỏ đen. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ dính vào trong cờ bạc đỏ đen anh chị em. Bởi vì nó là một trong những cái bẫy rất là nguy hiểm. Bởi vì những hậu quả mà cờ bạc để lại nó sẽ rất là khủng khiếp. Thứ nhất, cờ bạc sẽ đưa con người chúng ta đến cái chỗ thờ cúng hình tượng, như là tin thần tài, tin vào trong, hên xui hơn là tin vào trong sự chu cấp của Chúa trên đời sống của mình. Anh chị em chọn tin cậy Chúa hay là chọn tin cậy ma môn anh chị em? Hãy tin cậy Chúa, đừng có tin cậy vào trong tiền bạc. Ma môn, cái từ ma môn đó là money mà viết hoa đó, tức là thần tài. Ngày hôm nay có nhiều người họ muốn rằng là tôi sẽ trúng thật là nhiều qua cái cờ bạc đỏ đen đó, và họ phải cúng cho thần tài, cúng cho thổ địa, rồi giái trời, giái đất, giái khắp nơi hết để mình có thể đánh thắng, đánh trúng. Nhưng mà anh chị em ơi, không bao giờ mà ma quỷ đứng đằng sau bài bạc mà nó cho anh chị em giàu có cả. Nhưng mà tôi đã từng nghe, tôi đã từng thấy, tôi đã từng đến tận nhà của những người đã bị dính vào trong cái bẫy cờ bạc. Họ không còn gì cả quý mà chị em. Lúc ban đầu có thể chỉ là chơi vui thôi, Tết mà, mình rảnh mà, thế là hàng xóm đến rồi ngồi đánh vài ba ván chơi vui, không có cái gì hết, không có vô, nói chung là vô hại. Nhưng mà khi mà chơi càng lâu thì bắt đầu máu nó càng lên, đúng không ạ? Lúc đầu 50.000 thôi, nhưng mà về sau 50, rồi 100.000, rồi sau đó vài trăm ngàn cho đến 1 triệu. Có người bán nhà, bán cửa, bán xe, bán tài sản. Rồi tôi biết có một số người nữ phải bán cả thân của họ để mà có tiền chơi bài bạc, để quyên bài chè. Và tôi đã cầu nguyện trong những ngày vừa qua cho những người họ dính vào trong cờ bạc. Mà đây không phải là những người ngoài thế gian nha quý mà chị em, đây là những người con cái Chúa. Nói với tôi là mục sư bây giờ em nợ tùm lum hết mục sư. Không phải là vài ba triệu đâu anh chị em, vài trăm triệu đó, vài tỷ luôn đó anh chị em. Vì cơ dính vào trong đỏ đen rồi số đề này kia. Nghe rất là đau lòng, nhưng mà chúng ta thấy rằng là thực tế tôi giảng bài giảng này không phải để sát muối vào trong những tấm lòng mà chúng ta đã dính vào trong cái cờ bạc đỏ đen này. Nhưng mà tôi muốn gióng lên một hồi chuông tỉnh thức để cho những anh chị em nào chúng ta có người thân hoặc là chính mình, chúng ta đang ở trong cái vòng lao lý của cờ bạc đỏ đen đó, chúng ta sẽ có thể thoát ra khỏi cái chỗ hủy diệt đó. Cờ bạc sẽ làm tổn thương con người hơn là giúp đỡ cho con người chúng ta. Cờ bạc là một hành động bóc lột và cướp bóc người khác một cách gián tiếp. Anh chị em có thể thấy rằng là một người có thể thu lợi trên sự mất mát của nhiều người khác. Ví dụ tôi đánh một cái ván bài, tôi thắng được cái ván bài đó, thắng được 3 người kia, thì có nghĩa rằng là tôi đang thu lợi bất chính, đúng không ạ? Tôi thu lợi từ 3 người kia. Còn nếu mà tôi thua thì người khác sẽ thu lợi của tôi. Và đây là một trong những hành động bóc lột người ta một cách gián tiếp mà không phải đi làm gì cả. Cờ bạc nó sẽ làm cho người nghèo đã nghèo lại nghèo thêm. Hầu hết những con bạc là những con người rất là nghèo khó. Cờ bạc sẽ làm tan vỡ gia đình và bỏ bê con cái, làm hư hỏng thế hệ trẻ với quan niệm làm giàu nhờ hên xui hơn là siêng năng chịu khó làm việc. Ê-phê-sô đoạn 4:28 chép rằng là kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Lời của Chúa Ngài khích lệ chúng ta rằng là chúng ta cần phải chịu khó và làm nghề lương thiện. Và khi chúng ta làm công việc lương thiện thì chúng ta sẽ có lợi và chúng ta sẽ có thể giúp đỡ cho những người thiếu thốn xung quanh của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta chỉ chơi cờ bạc đỏ đen, trúng số này trúng cái kia, thì anh chị em ơi, khi chúng ta có lời đó, chúng ta cũng không bao giờ chúng ta muốn giúp cho người khác đâu, mà chúng ta chỉ tập trung cho chính mình thôi, đúng không ạ? Cờ bạc sẽ làm gia tăng nan đề tệ nạn xã hội, nghiện ngập, nghèo khó, bệnh tật và tội lỗi, như là những cái ăn cắp vặt rồi cướp giật, thậm chí là mại dâm. Và cuối cùng thì xã hội và cũng như là những người lương thiện chung quanh sẽ phải gánh chịu. Cờ bạc có thể dẫn đến cái sự say sưa và nghiện đánh bạc, cũng giống như là nghiện rượu hoặc là nghiện thuốc lá, nghiện thuốc phiện và nghiện những cái tội lỗi khác. Cho nên tôi chia sẻ những điều này cho anh chị em để chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải tránh xa khỏi những cái bẫy của cờ bạc đỏ đen. Khi thế giới rơi vào trong cái chỗ túng thiếu hoặc là đói kém, anh chị em ơi, chúng ta hãy chọn tin cậy Chúa, hãy chọn nhìn vào trong lời của Chúa, đừng nhìn vào trong cái lá bài, đừng nhìn vào trong cái việc múa quạt, hoặc là nhìn vào trong túi xách đỏ đen, nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào trong lời của Chúa. Lời của Chúa nói thế nào anh chị em? Ê-sai đoạn 58 câu 11 chép rằng là Đức Giê-hô-va sẽ cứu giác đưa ngươi, làm cho ngươi đau lòng giữa nơi của bạn lớn, làm cho cứng mạnh cái xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy. Chúa là Ngài hứa rằng là Ngài sẽ dắt đưa chúng ta và làm chúng ta được no lòng giữa nơi khô hạn đói kém. Rồi ở trong Ê-sai đoạn 25 câu 4 chép rằng là vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng, khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão xông vào tường thành. Anh chị em thấy không à, lời của Chúa Ngài hứa rằng là Ngài chính là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn. Nếu anh chị em khó khăn hãy chạy đến với Chúa, hãy suy gẫm lời của Chúa. Khi tôi gặp khó khăn thì tôi thường hay suy nghĩ một điều rằng là chính Chúa ở cùng với tôi và Chúa Ngài muốn cho tôi được phước. Dù là tôi đang gặp khô hạn nhưng mà Chúa sẽ chu cấp cho mọi nhu cầu của tôi. Tôi nhớ trong những ngày dịch của năm 2021 vừa qua, khi mà toàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi đang phải áp dụng chỉ thị 16 của Thủ Chính phủ, chúng tôi ở nhà suốt và chúng tôi không thể nào ra đường, không thể nào đến hội thánh để phục vụ Chúa được. Và trong những ngày đó Chúa Ngài cho tôi có cái cơ hội để tôi chia sẻ lời của Chúa online. Và nhiều người được nghe lời Chúa, nhiều người được phước. Và khi mà tôi ráo giảng ở trong đức tin như vậy thì Chúa Ngài ban phước cho mọi nhu cầu của tôi. Và chúng tôi không phải gặp thiếu thốn khó khăn gì cả quý anh chị em. Và thậm chí là những người nghe lời Chúa qua tôi và cũng như làm theo lời của Chúa đó anh chị em, họ đều được phước và họ được dư dật. Có những người anh chị em đã nhắn tin và làm chứng với tôi rằng là cảm ơn Chúa, cảm ơn những lời chia sẻ của mục sư, bởi vì nhờ có lời đó mà bây giờ em được phước và em vượt qua được cái đại dịch một cách bình an và không phải thiếu bất cứ điều gì cả. Thưa quý mà chị em, tôi chia sẻ điều này để cho quý mà chị em thấy rằng là trong những lúc mà khó khăn thì chính Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ra cái sự chu cấp và thành tín của Ngài ở trên đời sống của chúng ta. Và Chúa Ngài rất là vui lòng khi mà thấy con cái của Ngài có một sự tin cậy Chúa và chọn Ngài làm nơi trú ẩn trong những lúc mà đói kém, trong những lúc mà khó khăn. Tôi xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta, để khi chúng ta đối diện với sự đói kém thì chúng ta không có nghĩ đến cái chỗ bài bạc đỏ đen để mà mau chóng thoát nghèo hoặc là mau chóng được giàu. Xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta và cho chúng ta được thay đổi, và chúng ta sẽ không còn là những con nghiện bài bạc nữa quý mài chứ. Làm tới ốc nhân, chúng ta cần phải làm những điều làm sáng danh Chúa thưa quý mài chứ. Hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự chi khác, chúng ta hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà chúng ta làm. Amen. Sẽ là một cái sự ô nhục cho danh của Chúa nếu mà người ta biết rằng chúng ta tin Chúa nhưng mà chúng ta ngày nào chúng ta cũng ngồi đánh bài hết. Hàng xóm đi ngang qua thấy chúng ta ngồi đánh bài, ồ, công nhận chắc là Chúa Giêsu Ngài cũng hay đánh bài lắm, cho nên là cái người đó theo Chúa, nó đi nhóm ngày nào, chủ nhật nào nó cũng đến nhà thờ. Vậy là nó về nhà nó đánh bài, vậy là chắc là ở nhà thờ Chúa đánh bài dữ lắm, cho nên là nó mới đánh bài như vậy. Quý mài chị em ơi, ở đây đó là một cái điều mà tôi chia sẻ, không phải là bêu xấu danh Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải làm sáng danh Chúa qua đời sống của chúng ta. Hãy bỏ đi lối sống đâu quý mài chị em, để chúng ta có thể làm sáng danh Chúa qua đời sống của chúng ta. Amen không à? Điều đầu tiên đó là chúng ta hãy chọn tin cậy lời hứa của Chúa. Hãy luôn suy gẫm lời hứa của Chúa trên đời sống của chúng ta. Tôi là người được phước và tôi sẽ là người được giàu có, được thịnh vượng, ngay cả trong lúc đói kém, ngay cả trong lúc mà khó khăn. Amen. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Thi Thiên là 146 câu số 5. Và khi mà Joseph bị đem qua Egypto thì ở tại nhà của quan thị vệ Pharaoh thì Chúa Ngài đã ban phước cho Joseph, và mọi việc mà Joseph làm đều được thành công, được thịnh vượng. Và chủ thấy Đức Chúa Trời phù hộ cho Joseph như vậy thì xui cho mọi việc và giao cho tất cả mọi việc ở trong tay của Joseph. Và khi Joseph được ơn trước mặt chủ mình thì Chúa Ngài ban phước cho mọi vật mà Joseph quản lý. Tại sao tôi lại nói Joseph ở đây thưa quý bà chị em? Tại vì cớ Joseph chính là người biết tin cậy Chúa. Ngay cả khi mà ông bị bán như là một nô lệ qua Egypto, không giấy tờ tùy thân, không có passport, không có chứng minh nhân dân gì cả, và ông dường như là một người đã chết ở trong mắt của mọi người xung quanh, ở tại gia đình của ông, thì tại đó Joseph vẫn chọn tin cậy Chúa. Và ông có một thái độ tích cực làm việc. Ông làm việc rất là hăng hái và siêng năng, chăm chỉ và trung tín. Và Chúa ban phước cho mọi việc mà Joseph làm đều được phước, được thành công. Cái chìa khóa của sự thịnh vượng của đời sống Joseph đó quý mài chị em, đó là bởi vì cớ Đức Chúa Trời phù hộ. Đức Chúa Trời Ngài ở gần với Joseph và Ngài ban phước cho Joseph. Nếu có Chúa ở cùng với anh chị em thì anh chị em sẽ được phước, dù là ở trong hoàn cảnh khó khăn. Cho dù là anh chị em là một người đầy tớ như Joseph, hoặc là anh chị em có vào tù giống như Joseph đi chăng nữa, thì anh chị em vẫn là người được phước. Amen. Dù anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tại một cái vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, nhưng mà Chúa ở cùng anh chị em thì anh chị em sẽ được phước của Ngài. Và cảm ơn Chúa, hội thánh của chúng ta Chúa ban phước cho chủ nhà được phước qua cái công ăn việc làm của con chủ nhà. Tôi tin rằng là nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó sẽ có phước hạnh của Chúa dư dật. Khi hòm Đức Chúa Trời được rơi vào trong nhà của Obed-edom thì Chúa Ngài ban phước cho mọi công việc của Obed-edom đều được thành công, thành vượng hết. Đến nỗi mà vua David nhìn và quan sát thấy rằng là wow, nhà Obed-edom giàu quá, được phước quá. Và thế là ông tìm cách để đem hòm dư ước trở về thành David của mình. Quý mà chị em thấy không? Nơi nào có sự nhóm lại thờ vượng Chúa, nơi nào có Chúa hiện diện, nơi đó sẽ được phước và được giàu có. Cảm ơn Chúa. Nếu gia đình của anh chị em mà thấy không được phước, hoặc là đang thiếu thốn, khó khăn, khô hạn, anh chị em ơi, hãy thờ vượng Chúa tại nhà của mình. Hai vợ chồng hãy cùng nhau nắm tay là thờ vượng Chúa, ca hát ngợi khen Chúa, mời gọi sự gì của Chúa đến cho gia đình của mình. Chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho gia đình của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ có cách để ban phước cho đời sống của chúng ta, ngay cả giữa những lúc khó khăn và thiếu thốn. Điều thứ hai mà Isaac đã làm ở đây, đó chính là ông đã gieo hạt giống ở trong xứ. Chúng ta xem ở trong câu số 12, Sáng Ký đoạn 26 câu số 12. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Khi Isaac chọn vấn lời và ở lại trong xứ theo như lời hứa của Chúa, thì ông đã được sự gì của Chúa Ngài xác nhận qua sự ban phước của Ngài. Và Isaac là một trong những tổ phụ của đức tin. Thứ nhất đó là Abraham, sau đó là Isaac. Mỗi khi mà Đức Chúa Trời Ngài nói rằng là ta là Đức Chúa Trời đó, thì Ngài nói rằng ta Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Isaac là tổ phụ đức tin, thưa quý mài chị em. Nhưng mà đức tin của Isaac không phải là một đức tin không có hành động. Đức tin của Isaac là một đức tin có hành động, thưa quý mài chị em. Ở trong Gia-cơ đoạn 2 câu 17 chép rằng là về đức tin của một ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Câu 26 chép rằng là vả xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Vậy thì chúng ta tin Chúa là Đấng sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Chúng ta tin phải đó, nhưng mà chúng ta cũng cần phải có hành động của đức tin nữa, quý mài chị em. Ở đây Isaac đã chọn hành động đức tin, đó là ông gieo giống. Và khi mà ông tin cậy Chúa, ông ở lại trong xứ đó, ông không phải là cứ ngồi chờ sung rụng, hoặc là ông không có gieo giống, ông không làm gì cả. Nhưng mà ông đã có một hành động, đó là ông gieo hạt giống. Nguyên tắc thuộc linh đó chính là hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Sáng Ký đoạn 8 câu 22. Vậy thì khi mà chúng ta sống ở trên đất này, chúng ta muốn có được mùa gặt hái đó anh chị em, thì chúng ta cần phải gieo giống. Không có một người nông dân nào mà không gieo giống mà qua một vài tháng sau lại thấy lúa mọc đầy đồng, hoặc là cây trái quá chừng ở trên đồng ruộng của mình cả. Nguyên tắc thuộc linh đó chính là mùa gặt nó chỉ đến sau khi mà chúng ta gieo giống mà thôi. Không bao giờ có cái chuyện ngược lại, đó là chúng ta gặt trước rồi sau đó chúng ta gieo giống sau. Amen không anh chị em? Nếu chúng ta muốn gặt hái ở trong tài chánh, trong công việc của chúng ta, trong tài chính của chúng ta hãy là người gieo giống. Rồi khi chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt lại được sau này. Tôi chia sẻ điều này không phải để cho anh chị em chúng ta dâng hiến cho thánh của Chúa. Bởi vì có sự dâng hiến đó xuất phát từ trong tấm lòng yêu mến và biết ơn Chúa của chúng ta. Nhưng mà tôi chia sẻ điều này để cho anh chị em chúng ta có được một cái nguyên tắc thuộc linh, để chúng ta biết cách làm thế nào để mình có thể được phước ngay cả khi mà chúng ta đang ở trong cái nơi đói kém, đang khi mà chúng ta không có việc làm, đang khi mà chúng ta đang trở nên nghèo thiếu. Ở trong Kinh Thánh có nói về một người phụ nữ ở tại Sarepta. Người phụ nữ này đang khi mà trong xứ đói kém, cả xứ đều đói kém, quý mà chị em, thì cái người phụ nữ này ở tại Sidon, tức là thành phố của Syria ngày hôm nay. Đây là một cái thành phố của dân ngoại, và bà người đàn bà quá bụa này cũng là một người dân ngoại, không phải là người Israel. Nhưng mà lạ thay đó là Đức Chúa Trời Ngài đã viếng thăm người phụ nữ quá bụa này, và Ngài đã cho người phụ nữ này nghe được lời của Chúa rằng là ta sẽ đem một tôi tớ của ta đến đây, và ngươi cần phải nuôi cái người tôi tớ đó. Và khi mà ngươi nuôi cái người tôi tớ Chúa đó thì ngươi sẽ được phước, và bột sẽ không thiếu ở trong vò và dầu không thiếu ở trong bình. Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Các Vua thứ nhất đoạn số 17 câu số 9 cho đến câu 16 như thế này: Hãy trỗi dậy đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã chuyên cho một người góa bùa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Vậy người đứng dậy đi đến Sarepta. Khi đến cửa thành, người thấy một người đàn bà góa lượm củi, bèn kêu mà nói rằng: Ta xin ngươi hãy múc một chút nước trong bình để cho ta uống. Nàng bèn đi múc nước, nhưng người kêu lại và nói với nàng rằng: Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa. Nàng đáp: Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình. Này, tôi lượm 2 khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai của tôi. Khi ăn rồi chúng tôi sẽ chết. Nhưng người liên tiếp rằng: Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói. Xong trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta. Kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Bột sẽ không hết trong vò và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va là giáng mưa xuống đất. Vậy nàng đi và làm theo điều Eli nói. Nàng và nhà nàng luôn với Eli ăn trong lâu ngày. Bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli mà phán ra. Thưa quý mà trên cái câu chuyện này chúng ta thấy được rằng là có một ngày khi mà Chúa Ngài không còn dùng cái con quà để đem bánh và thịt cho Eli ở tại khe Kerit nữa, thì Chúa Ngài đã truyền cho một cái người phụ nữ góa bụa ở tại thành Sidon. Và cái người phụ nữ góa bụa này không phải là một người Israel, nhưng mà bà có một tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời trong lúc đó kéo như vậy. Có thể tôi hình dung rằng là bà đã đang suy nghĩ rằng là: Đức Chúa Trời ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Bây giờ mọi người xung quanh ai cũng đều đói kém hết rồi, tất cả mọi thứ đều khô hạn hết rồi, bởi vì trong xứ không có một giọt mưa để mà khiến cho mùa màng được thịnh vượng nữa. Bây giờ nơi nào kinh tế nó cũng bị eo hẹp hết. Bây giờ phải làm sao đây? Và thế là Chúa Ngài đã truyền lời của Ngài cho người đàn bà này rằng là sẽ có một tôi tớ của Chúa đến và ngươi phải nuôi cái người tôi tớ Chúa đó. Anh chị em thấy được là cái lời truyền của Chúa ở đây nó khá là khó khăn cho người đàn bà này, đúng không ạ? Tại vì sao? Người đàn bà này chỉ còn có một chút bột để mà làm 2 cái bánh cho mình và con trai của mình, chứ không phải là bà có một cái tủ lạnh đầy nhóc thức ăn ở trong đó, đúng không ạ? Chỉ còn có một chút thôi. Nhưng mà Chúa Ngài lại thách thức đức tin của người đàn bà này rằng là: Nếu mà ngươi mà nuôi được cho cái người tôi tớ Chúa đó, ta sẽ làm phép lạ cho ngươi. Ở trong câu số 17, câu số 9 nói rằng là: Hãy trỗi dậy đi đến Sarepta, thành thuộc về Sidon và ở tại đó. Kìa, ta đã truyền cho một người góa bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi. Anh chị em thấy không ạ? Chúa nói với Eli rằng là Chúa đã nói với cái người đàn bà qua đó rồi, đó là sẽ có một cái người đó là người của Đức Chúa Trời và ngươi cần phải chăm sóc cho người đó. Và khi mà ngươi chăm sóc cho người đó thì ta sẽ chăm sóc cho mọi nhu cầu của nhà ngươi. Và khi mà Eli đến thì Eli đã gặp được cái người phụ nữ này, và ông nói rằng là: Bây giờ ngươi hãy làm 2 cái bánh đó cho ta trước, cho ta uống nước đi, rồi sau đó ngươi hãy làm bánh cho con của ngươi và ngươi sao. Anh chị em thấy rằng là Eli có một cái đức tin, đúng không ạ? Eli nói rằng là: Bây giờ làm bánh cho ta trước đi, rồi sau đó làm bánh cho ngươi sao. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế là chỉ có đủ bột để mà làm 2 cái bánh cho 2 người thôi, đúng không ạ? Cho bà và cho con trai của bà thôi, chứ làm sao mà có bánh đâu nữa để mà cho Eli. Nhưng mà Eli đã nói với đức tin rằng là: Ngươi hãy làm cho ta trước, rồi sau đó sẽ có bột và dầu để mà làm bánh cho ngươi và cho người nhà của ngươi. Và cảm ơn Chúa rằng là khi mà bà đã vâng theo lời của Chúa qua môi miệng của Eli, thì Chúa Ngài làm phép lạ khiến cho bột nó được hóa ra nhiều, quý mà chị em, dầu cũng hóa ra nhiều luôn anh chị em. Và Chúa Giêsu Ngài nói rằng là: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu ai tiếp người mà ta đã sai, tức là tiếp ta. Hãy ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Giăng đoạn 13 câu số 20. Vậy thì khi mà chúng ta gặp đói kém và chúng ta cầu nguyện với Chúa, có thể Chúa Ngài sẽ đem đến chúng ta một cái cơ hội, đó là chúng ta sẽ dâng hiến hoặc là gieo giống cho một cái người tôi tớ Chúa đó, hoặc là một người con của Chúa. Chúng ta nhớ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25, Chúa Giêsu Ngài có nói với lại những người thuộc về nước dê đó anh chị em, đó là: Ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát ngươi không cho ta uống, ta là cách lạ các ngươi không có thăm viếng ta, ta trần trụa các ngươi không mặc cho ta, ta ở tù các ngươi không có chịu thăm viếng ta gì hết. Và thế là những người đó nói rằng là: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Chúa Ngài đói, khi nào chúng tôi thấy Chúa Ngài bị khát như vậy, khi nào chúng tôi thấy Chúa trần truồng và yếu đau đâu, khi nào chúng tôi thấy Chúa trong tù đâu. Và Chúa nói rằng là: Khi mà các ngươi làm điều đó cho những người anh em rất hèn mọn này của ta, thì tức là các ngươi đã làm cho ta. Quý mà chị em ơi, khi chúng ta gặp những sự khó khăn thiếu thốn ở trong tài chánh, nếu chúng ta gieo giống, chúng ta giúp đỡ cho hội thánh của Chúa trong đức tin, thì anh chị em sẽ nhận được lại cái hạt giống đó gấp 30 lần hơn, 60 lần hơn và 100 lần hơn anh chị em. Và khi mà người phụ nữ ở tại Sarepta này gặp được Eli thì bà đã có cơ hội để kinh nghiệm được một cái sự ban phước dư dật ở trong tài chánh của bà. Và tôi chia sẻ điều này, nếu anh chị em chúng ta tiếp nhận và đức tin, anh chị em sẽ thấy được phước hạnh của Chúa sẽ dư dật ở trên tài chánh của chúng ta. Có những khi tôi thiếu thốn, tôi tin cậy Chúa và tôi cầu nguyện, tôi công bố lời của Chúa, phép lạ của Chúa đến trên tài chánh của tôi. Chúa ngài khiến cho tôi được sự tiếp trợ. Nhưng mà có những khi anh chị em tôi cầu nguyện với Chúa, tôi tin cậy lời hứa của Chúa, rồi tôi cũng công bố lời hứa của Chúa cho đời sống của tôi, nhưng mà tài chánh vẫn chưa đến. Và thế là tôi đã làm theo cái bước thứ hai này, đó chính là tôi gieo giống. Tôi dâng hiến cho mục sư tổng quản nhiệm của tôi, rồi tôi gieo những cái của dân của tôi cho những tôi tớ Chúa khác. Và anh chị em, khi chúng ta gieo hạt giống gì thì hạt giống đó sẽ nở ra cái loại đó. Anh chị em muốn có điện thoại mới không? Hãy gieo điện thoại của mình đi anh chị em. Tôi nhớ cách đây mấy năm về trước á, khi mà tôi nghe cái nhu cầu của một sư điều ví, đó là ông bị hư điện thoại và không có điện thoại để sử dụng. Và thế là tôi gieo cái iPhone 4 của tôi. Lúc bấy giờ cũng ngon lành, iPhone 4 mới lắm à. Tôi gieo cho một sư điều ví. Hai vợ chồng nhận cái điện thoại iPhone mừng lắm, vui lắm, mà thật sự nó ích lợi cho cái chức vụ của tôi tới Chúa lúc bấy giờ. Và quý vị biết rằng là sau đó ít lâu thì Chúa ban phước cho tôi. Đang khi mà tôi cầm 10 triệu để mà tôi đi kiếm cái iPhone 11 thì Chúa cảm động lòng của ba tôi, nói bây giờ thôi con mua luôn cái iPhone 13 luôn đi, ba cho thêm tiền. Cảm ơn Chúa. Và thế là tôi là một trong 1.000 người Việt Nam đầu tiên khui hộp iPhone 13 Pro Max. Và khi mà tôi khui cái hộp iPhone 13 Pro Max như vậy, tôi vui lắm với mà chị em. Nhưng mà tôi nhớ là rằng là cách đây mấy năm về trước á, tôi có gieo iPhone 4 cho nên là bây giờ tôi gặt được iPhone 13. Anh chị em thấy không, Chúa thanh tín. Nếu tôi không gieo iPhone thì tôi sẽ không gặt iPhone. Anh chị em cần cái gì, anh chị em hãy gặt cái đó, hãy gieo cái đó anh chị em. Nếu anh chị em cần xe, hãy gieo xe. Nếu anh chị em cần nhà, hãy gieo nhà. Ủa tôi nói cái điều này anh chị em thấy hợp lý không? Có bao giờ anh chị em gieo hột mít mà nó ra cây sầu riêng không? Có bao giờ anh chị em gieo lúa mà nó ra tới chùm chôm không? Không. Tôi đã từng gặp những người họ gieo nhà, gieo đất để mà xây hội thánh. Tôi tin Chúa tại một hội thánh ở Gò Vấp. Lúc mà chúng tôi tin Chúa đó thì cái hội thánh ở đó nó rất là nhỏ quý mà chị em. Hội thánh đó là hội thánh Thông Tây Hội. Lúc bấy giờ hội thánh đó rất là nhỏ, chỉ chứa được cao lắm là 200 người hoặc 300 người thôi. Và cái người mà dâng cái đất để mà xây cái nhà nguyện, lúc bấy giờ chỉ là nhà nguyện đó, sau này là hội thánh, thì cái người đó là một người phụ nữ quá nghèo và có đất rộng thôi, chỉ cho hội thánh của Chúa xây ở trên đất của mình. Và Chúa ban phước cho không những chỉ bà mà cũng như là các con cháu của bà, bây giờ rất là thành công, đầy phước thưa quý mà cha. Bà đã về với Chúa lâu rồi. Nhưng mà khi mà tôi tin Chúa lúc còn nhỏ, tôi nhìn thấy bà và tôi nhìn thấy bà là một người rất là phúc hậu và đầy phước của Chúa. Con cháu của bà bây giờ trở thành những người rất là phước, không những về thuộc thể nhưng mà thuộc linh luôn quý mà cha. Và tôi biết rằng là khi mà chúng ta đã gieo hạt giống thì hạt giống đó nó sẽ nảy nở cho chính mình và cũng như cho con cháu của mình. Có những người nói mục sư tôi dâng hiến quá chừng luôn mà bây giờ tôi chưa thấy được cái phước gì hết. Tôi gieo cả đời của tôi mà tôi vẫn chưa thấy gì hết. Cách đây một tuần trước thì tôi có lướt Facebook và tôi thấy có một người chị em này ở bên Mỹ viết một cái bài viết và đăng tải lại cái hình ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi ở tại Việt Nam này. Và người phụ nữ đó là một người trước đây đã từng gặp ba của cái người chị em này. Và người chị em đến Mỹ nha quý vị. Và người chị em nói rằng là bây giờ chúng ta là những người hầu vị Chúa, chúng ta đang gieo hạt giống cho thế hệ con cháu của chúng ta. Bởi vì cớ khi mà cái người em trai của cái người chị em này từ Mỹ về Việt Nam gặp lại cái người phụ nữ này, thì cái người phụ nữ này nói và làm chứng lại cho các chị em rằng là ngày xưa đó khi mà ba của người chị em đó còn sống đó thì đã từng hầu vị Chúa rất là gian khổ. Thậm chí là đi từ sáng cho đến tối mịt 12 giờ khuya, 1 giờ khuya mới về đến nhà. Và thiếu lên thiếu xuống nhưng mà vẫn trung tín hầu vị Chúa. Những người con ở trong gia đình không ai biết được cái sự hầu vị Chúa của cha mình. Nhưng mà bây giờ thì các anh chị em của người chị em này bên Mỹ, anh chị em nói rằng là cảm ơn Chúa. Ba của mình ngày xưa họ bị Chúa gian khổ, khó khăn, thiếu thốn như vậy đó, thì ông ấy đã gieo vào trong các con của mình sau này. Cho đến nỗi mà bây giờ các con bên Mỹ không có một người nào nghèo thiếu hết. Người nào cũng nhà cao cửa rộng, xe hơi là tới mấy chiếc. Và họ khích lệ rằng là hãy hầu vì Chúa. Khi mà chúng ta hầu vì Chúa, chúng ta gieo giống mà chúng ta không thấy mình nhận được cho mình đó quý bà chị em, hãy biết rằng là đến thế hệ con cháu của chúng ta sau này chúng ta sẽ nhận được. Chúa nói rằng là ta sẽ làm ơn cho đến ngàn đời cho cái nào yêu mến ta và giữ các điều răn của ta. Anh chị em có tin không? Tôi được phước là bởi vì cớ bà ngoại của tôi ngày xưa rất là yêu mến Chúa và dâng hiến rất là nhiều cho công việc nhà Chúa. Và khi bà ngoại của tôi dâng hiến cho Chúa và yêu mến Chúa, tận hiến cho công việc nhà Chúa như vậy, thì ba mẹ tôi được phước và bản thân tôi cũng được phước nữa quý mà cha. Tôi tin rằng là Chúa ngày không bao giờ bỏ người của mình cả. Trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng mà chưa bao giờ thấy một người của mình nào bị bỏ và giọng dỗi người đi ngoài cả quý mà cha. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta dâng hiến, chúng ta sẽ thấy được thiên đàng sẽ ghi nhận và những hạt giống của chúng ta nó sẽ dường như là được gieo vào trong lòng của Đức Chúa Trời, và Chúa người sẽ trân quý, Chúa sẽ khiến cho nó nảy nở ra quý mà cha. Amen. Thấy vì chúng ta than vãn khó khăn thiếu thốn, Chúa ơi con sắp chết đói rồi, Chúa ơi, Chúa hỡi, Chúa ơi. Quý mà cha em ơi, hãy dâng hiến, hãy ca ngợi, hãy cảm tạ Chúa, hãy công bố lời của Chúa cho đời sống của mình. Chúa, con tin rằng là con là nguồn phước của Chúa, không phải là con làm gánh nặng, con phải là một cái con nợ. Con không phải là cái người bần hàn, ăn mai, ăn xin, nhưng mà con sẽ là một nguồn phước của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài khiến cho thánh của Chúa tại đây sẽ là một thánh của những con người được phước của Chúa. Amen. Anh chị em sẽ là người được phước của Chúa. Người công bình sẽ sống bởi đức tin và chúng ta sẽ thấy được phước của Ngài. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong sách Hebrew đoạn số 10. Câu số 36 cho đến câu số 38 như thế này. Vì anh em cần phải nhịn nhục, hầu cho khi đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng đến sẽ đến. Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Lời của Chúa nói rằng là Chúa Ngài muốn cho chúng ta có một sự nhịn nhục để chúng ta chờ đợi lời hứa của Chúa để ứng nghiệm cho đời sống của chúng ta. Không phải là Chúa hứa hôm nay là qua ngày mai nó thành sự thật đâu quý mà chị em. Nhưng mà chúng ta cần phải nhịn nhục, hay là kiên trì, hay là phải có một cái thái độ của sự bền bỉ để chúng ta có thể đến được cái thời điểm mà Chúa Ngài làm cho lời hứa đã được xảy ra cho đời sống của chúng ta. Chúng ta phải nhịn nhục quý mà chị em. Hầu cho khi đã làm thấy muốn của Chúa rồi thì sẽ được như lời hứa của mình. Hạt giống khi mà chúng ta gieo thì nó không phải là nảy lên liền đâu anh chị em. Nó phải chờ một khoảng thời gian để cho cái vỏ của nó phải chết đi, rồi sau đó cái sự sống bên trong của hạt giống đó nó sẽ được sản sinh ra, bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc và nó ra hoa kết trái. Cho nên lời hứa của Chúa cũng cần phải có thời gian để được đâm chồi, đâm rễ và phát triển ở trong đời sống của chúng ta. Người công bình của Chúa sẽ sống bởi đức tin thưa quý mài cha. Cảm ơn Chúa. Và hành động của đức tin đó là chúng ta gieo giống. Nếu chúng ta không gieo chúng ta sẽ không gặt, mà nếu chúng ta không gieo mà chúng ta có gặt đó quý mài cha em thì chỉ có qua ruộng người khác gặt mà thôi. Tôi đã từng thấy có những người họ không gieo gì hết rồi, có thấy người này kia được phước, có thấy là canh tị với họ. Tại sao Chúa con dâng hiến cho Chúa mà Chúa không ban phước cho con, mà Chúa cho cái người anh chị em trong hội thánh của con lại được phước hơn con nữa. Con đi nhóm trung tín đều hơn cái người đó nữa mà con không được phước, mà cái người đó mới tin Chúa mới có vài ba tháng thôi mà được phước quá. Trong khi đó con đi cả mấy năm nay rồi mà con không có được cái phước gì hết. Quý mài chị em ơi, chúng ta không được phước là bởi vì có cái thái độ đó của chúng ta đó quý mài chị em. Chúng ta ganh tị, chúng ta tị nạnh với người khác quý mài chị em. Điều đó thể hiện ra một cái sự không tin cậy Chúa của chúng ta và cho rằng Đức Chúa Trời bất công. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ bất công đâu quý mài chị em. Chúng ta cần phải biết nguyên tắc của Đức Chúa Trời đó là chúng ta gieo gì chúng ta sẽ gặt đó. Chắc chắn hạt giống của chúng ta nó sẽ nảy nở, nhưng mà có khi quý mài chị em chúng ta gieo hạt lúa thì chỉ cần 3 tháng thôi chúng ta gặt rồi. Nhưng mà chúng ta gieo sầu riêng đó quý mà chị em, gieo hạt sầu riêng đó là chúng ta phải mất ít nhất là từ 4 cho đến 5 năm để sầu riêng của chúng ta nó phát triển thành cái cây rồi nó mới ra trái được. Mà khi mà sầu riêng mà ra trái rồi quý mà chị em thì nó sẽ ra liên tục trong vòng hơn 10 năm thì nó mới hết. Anh chị em muốn gieo lúa hay là gieo sầu riêng? Ai cũng muốn, ô tôi gieo sầu riêng. Nếu anh chị em mà dân hiến mà vẫn chưa thấy nó đến với mình, nó quý mà anh chị em chưa thấy phước của anh chị em, đừng có vội rủa xả hạt giống mà mình vừa gieo, nhưng mà hãy cảm ơn Chúa và hãy chúc phước cho hạt giống mà chúng ta gieo đó. Bởi vì có thể là chúng ta đang gieo sầu riêng mà chúng ta không biết, đúng không ạ? Gieo sầu riêng nó hơi lâu đó, nhưng mà ăn chắc mặt bền và ăn cho đến lâu dài, quý mà anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ ba mà Isaac đã làm ở đây đó là ông đã đào giếng. Ông đã đào là những cái giếng mà trước đây thời của Abraham cha ông đã từng đào. Và giếng chính là biểu tượng của nguồn sự sống. Ngay cả tại Việt Nam của chúng ta có những cái giếng cổ, có những cái giếng cổ mà người ta tin rằng là nó là tiêu biểu cho một cái sự sống ở trong tâm linh. Và có những cái giếng thiên đó quý mà cho em người ta thờ cúng ở tại đó. Bởi vì đối với cái người xưa đó thì họ tin rằng là giếng chính là nguồn sự sống, và đó là có một cái mạch nước sống. Tại đó cuộc sống của con người chúng ta sẽ có thể được phước và được phát triển. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy được là giếng biểu tượng cho sự cứu rỗi của Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 12 câu 3 chép rằng là vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn sự cứu. Như vậy thì là một người tin Chúa, tấm lòng của chúng ta có Chúa hiện diện, Chúa tái sanh tấm lòng của chúng ta, và tấm lòng của chúng ta sẽ trở thành một nguồn mạch phước hạnh của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 4 câu 14, Chúa Giêsu đã nói với cái người đàn bà Samari rằng là ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta ban cho sẽ chẳng bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ biến thành một mạch nước ở trong người đó, tuôn ra cho đến sự sống đời đời. Cái từ mạch nước ở trong tiếng Anh nó dùng cái từ là well, tức là giếng. Vậy thì khi mà chúng ta tin Chúa, chúng ta được tái sanh, thì tâm linh của chúng ta nó sẽ trở thành một giếng nước dư dật và sung mãn. Còn nếu chúng ta không tin Chúa, tâm linh của chúng ta nó khô cằn và nó trở thành một cái giếng khô, không có nước gì cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, người phụ nữ ở trong cái câu chuyện này đã tin Chúa Giêsu Christ và bà đã được tái sanh. Sau đó bà đã đem cả thành Samari trở lại với Chúa. Vậy thì anh chị em ơi, chúng ta cần phải đào lại những cái giếng mà trước đây kẻ thù của chúng ta có thể lấp lại. Cái giếng tượng trưng cho tình trạng của tấm lòng chúng ta, tình trạng của tâm linh của chúng ta. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta được tái sanh, chúng ta đầy dẫy sự sống của Chúa, đầy dẫy sự vui mừng, bình an, phước hạnh, yêu thương của Chúa. Nhưng mà sau một thời gian chúng ta theo Chúa, chúng ta phục vụ Chúa, thì có thể ma quỷ nó sẽ dùng những cái rác rến, những cái tranh cạnh, những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, rồi tổn thương cay đắng, nó bích lại, nó lấp lại cái giếng của chúng ta. Nó khiến chúng ta không còn đầy dẫy sự vui mừng, không còn sự sốt sắng, nhiệt huyết như trước đây nữa. Và chúng ta cần phải khơi lại những cái giếng ở trong đời sống của chúng ta, quý mài cha. Tôi được Chúa kêu gọi vào năm 16 tuổi để hầu vị Chúa. Nhưng mà khi mà tôi lớn lên thì tôi chỉ lo thế gian và tôi không có còn nhớ đến cái sự kêu gọi của Chúa nữa. Và thế là tôi mãi mê trong thế gian này, đi học, đi kiếm tiền, lo cho bản thân của mình thôi, không có nghĩ đến cái chuyện mà hầu vị Chúa gì hết. Và thế là khi mà đời sống của tôi yếu đuối xa cách Chúa thì tôi chỉ đầy dẫy sự đau khổ, khóc lóc và đi xuống. Và tôi trở thành một người nô lệ cho tội lỗi, quý mài cha. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà tôi đến năm 25 tuổi thì tôi bắt đầu tôi nhớ đến cái sự kêu gọi của Chúa. Và tôi đã quyết định tôi dừng lại công việc dạy tiếng Anh của mình lúc bấy giờ. Và tôi thôi không còn đi kiếm tiền ở trong thế gian nữa, không còn phục vụ cho thế gian nữa, tôi muốn phục vụ Chúa. Và thế là tôi đã bỏ tất cả mọi sự để tôi đi theo Chúa và học lời của Chúa. Tôi nhớ lại cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Và Chúa Ngài đã khơi gợi lại cái giếng ở trong đời sống của tôi. Nó đã bị lấp đầy bởi những tội lỗi, những sự ô uế trong thế gian này. Và tôi đã được kinh nghiệm mạch nước sống của Chúa một lần nữa được tuôn trào từ trong tâm lòng của tôi. Tôi không còn là một người khô hạn và yếu đuối nữa, nhưng bây giờ tôi là nguồn phước của Chúa. Thưa quý bà chị em, chúng ta muốn được phước ở trong lúc mà chúng ta khô hạn và đói kém. Anh chị em ơi, chúng ta hãy nhớ lại cái sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của anh chị em. Hãy nhớ lại cái công việc ban đầu mà Chúa đặt để trong đời sống của anh chị em. Lúc ban đầu đó là gì? Hãy làm lại những công việc ban đầu của anh chị em. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 4 cho đến câu số 5, lời của Chúa đã trách hội thánh Ê-phê-sô như thế này: nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Người được phước của Chúa sẽ là một người yêu mến Chúa và làm những công việc mà Chúa Ngài đem đến cho đời sống của mình. Khi một người yếu đuối xa cách Chúa, nguội lạnh hâm hẩm đó anh chị em, người đó sẽ không bao giờ muốn làm những cái việc mà Chúa bảo, nhưng mà chỉ muốn làm cái việc gì mình muốn làm thôi anh chị em. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể trở lại đúng cái vị trí ban đầu mà Chúa Ngài đã đặt để cho đời sống của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta trở lại với Chúa thì chúng ta sẽ là những người được phước của Chúa. Tôi thấy có những người họ yếu đuối, Họ bỏ cái sự hầu vị Chúa và không còn phục vụ Chúa nữa. Tôi nghe có một người anh em trong hội thánh nói, có mục sư đó, ông đang chăn chiên mà mục sư thấy tự nhiên ông bỏ bầy chiên của Chúa, ông không chăn chiên nữa, ông đi chăn dê. Và Chúa khiến sao cho bầy dê của ông tan tác hết, rồi nó cũng thất bại, không còn lời nữa. Và thế đó là mục sư đó vừa mất dê và vừa mất chiên luôn, quý mày chàng. Và điều đó cho tôi thấy được một cái thực trạng, đó là khi Chúa Ngài đặt để chúng ta ở trong sự vụ Chúa, hoặc là cho chúng ta một công việc gì đó, thì anh chị em ơi, đừng để cho cái công việc đó nó bị mai một đi và tội lỗi nó lấp đi cái công việc đó của chúng ta. Cứ tập chú và đi theo Chúa, quý mày chàng, rồi sẽ có lúc mà Chúa sẽ khiến chúng ta được phước. Và chúng ta biết rằng là sẽ có một cái thời điểm mà trong những ngày Sơ-rốt này, cả thế giới này sẽ rơi vào trong cái chỗ đó là họ sẽ bị khô hạn và bị đói kém về thuộc linh. Và người ta sẽ phải đi chỗ này chỗ kia để tìm kiếm lời của Đức Trời, nhưng mà không tìm được. Họ đói lời của Chúa và khác về Thánh Linh của Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa Ngài cho chúng ta, hội thánh của Chúa sẽ trở thành một nguồn phước của Chúa cho nhiều người khác, cho nhiều con cái Chúa khác. Qua những bài giảng hàng tuần, chúng ta sẽ được đong đầy Thánh Linh của Chúa và chúng ta sẽ được no nê cho tâm linh của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta được no nê tâm linh thì thuộc thể của chúng ta sẽ được phước. Ở trong Giăng 3 câu 2, lời của sứ đồ Giăng nói rằng là: Hỡi kẻ đã ghi dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự thịnh vượng nó phải đến từ trong tâm linh hay là linh hồn của con người chúng ta trước, rồi sau đó mới đến thịnh vượng về phần xác. Chúng ta phải nhớ đây là một cái trật tự mà Đức Chúa Trời Ngài muốn làm cho đời sống con cái Chúa. Đó là chúng ta cần phải được thịnh vượng ở trong linh hồn của chúng ta, được nói nên lời của Chúa, rồi sau đó chúng ta mới được thịnh vượng ở trong thực thể của chúng ta. Nhiều người đã không hiểu được cái trật tự này, cho nên chúng ta đảo ngược lại. Thay vì chúng ta trước hết tìm kiếm nếu Đức Chúa Trời về sự công bình của Ngài, thì chúng ta ngược lại là chúng ta tìm kiếm thế gian trước. Cuộc xưa bây giờ em phải tăng ca ngày Chủ nhật, em không có thời gian để đi nhóm thờ phượng Chúa. Chừng nào em làm xong, trả nợ xong rồi em sẽ có thời gian đi nhóm thờ phượng Chúa, rồi em sẽ có tiền để mà dâng hiến cho Chúa. Thưa quý mài chị em, tôi nói rằng là Chúa phải là trước hết. Cho dù anh chị em không đi làm thêm, không tăng ca, lương của anh chị em bị trừ đi chăng nữa, nhưng mà nếu anh chị em trung tín đi nhóm lại thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật, thì anh chị em sẽ có phước của Chúa, và Chúa sẽ đem đến theo cái cách của Ngài, chứ không theo cách con người chúng ta. Nếu anh chị em hy sinh vì cớ lời của Chúa, vì cớ sự nhóm lại yêu mến Chúa, và chúng ta bỏ công việc của chúng ta để được đi nhóm thờ phượng Chúa, chắc chắn Chúa sẽ có cách để ban phước cho anh chị em. Tâm linh của chúng ta cần phải được no thỏa, rồi sau đó thân thể của chúng ta nó sẽ được no thỏa, quý mời chị em. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cho chúng ta qua lời của Chúa buổi sáng nay, chúng ta sẽ biết cách để chúng ta có thể phản ứng khi mà chúng ta gặp đôi kém. Điều thứ nhất, chúng ta hãy tròn tin cậy Chúa và sống vâng lời ở tại nơi mà Chúa đặt để chúng ta. Đừng vì hoàn cảnh xung quanh hoặc là vì cái nan đề mà chúng ta bỏ đi cái vị trí hoặc là sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Nhưng mà hãy ở lại trong cái xứ, ở lại trong cái nơi mà Chúa kêu gọi anh chị em, thì tại đó anh chị em sẽ được phước của Chúa. Điều thứ hai chúng ta làm khi gặp đôi kém, đó là chúng ta hãy gieo giống. Nếu chúng ta không gieo, chúng ta sẽ không gặt. Và thứ ba, đó là chúng ta hãy đào lại những cái giếng mà ma quỷ đã lấp ở trên đời sống của chúng ta. Có những cái điều gì đó mà ma quỷ nó lấp ở trong lòng của chúng ta. Như trong trong ngôn là 4:23 nói rằng là: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, bởi vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Nếu chúng ta không cẩn thận giữ tấm lòng của chúng ta, thì tội lỗi, những sự ô uế, rồi những sự tham lam của thế gian này nó sẽ lấp đầy lòng của chúng ta, và khiến chúng ta không còn có nước sống của Chúa tươi mới nữa anh chị em. Tâm linh của chúng ta nó sẽ eo uột và nó sẽ khô hạn, bởi vì cơ không có sự sống. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta luôn luôn nhớ ba điều này. Amen. Xin mời quý vị cùng nhau đứng dậy và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Hallelujah. Tôi đọc lời của Chúa trong sách Thi Thiên tập 37 câu 18 cho đến câu 19 nói thế này: Đức Giê-hô-va biết số ngày kẻ trọn vẹn và cơ nghiệp người sẽ còn đến đời đời. Trong thì xấu xa họ không bị hổ thẹn, trong ngày đói kém họ được no nê. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài ban phước cho dân sự của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, xin Chúa Ngài đổ đầy sự sức dầu của Ngài, đổ đầy ơn điển của Ngài, đổ đầy sự giàu có thịnh vượng của thiên đàng vào trong đời sống của quý mài cha em con buổi sáng nay. Chúa ơi, có những con cái Chúa họ đang đói khát lời của Ngài, xin Chúa đóng đầy lời của Ngài ở trong tâm linh của họ qua lời của Chúa buổi sáng này. Xin Chúa cho chúng con được gặp gỡ chính thân vị quyền năng của Chúa ở trong lời của Chúa, bởi vì Chúa Giêsu Ngài chính là ngôi lời và ngôi lời chính là lời của Đức Chúa Trời. Chúng con đã được nghe lời của Chúa và chúng con cũng đã được rơ chạm đến thân vị của lời Ngài. Xin Chúa Ngài chúng con có thể được phước của Chúa ở trong đời sống tâm linh của chúng con. Chúng con không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng mà chúng con biết chắc một điều rằng là ở trong Chúa Giêsu Christ chúng con có được một nơi bền vững. Chúng con sẽ không bao giờ bị rúng động, chúng con sẽ không bao giờ bị thiếu thốn, chúng con sẽ không bao giờ bị chết khô ở trong cái nơi khô hạn. Nhưng mà chính Chúa sẽ đấng chúng con, làm chúng con được phước và chúng con sẽ được ngẩng cao đầu lên. Chúng con sẽ được sống dư dật và chúng con sẽ được sống nó đủ ở tại nơi mà đói kém, tại nơi khó khăn thiếu thốn. Chúa ơi, có thể muốn người sa ngã ở xung quanh chúng con, nhưng mà chúng con sẽ là những người được phước và được đứng ngay thẳng ở trong sự ban phước của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin Chúa là đấng sẽ có cách để mở đường chúng con được ra khỏi những sự khó khăn thiếu thốn. Và chúng con nói với những linh của sự tham lam, những linh của cờ bạc đỏ đen, nó phải lúi ra khỏi dân sự của Chúa ngay giờ phút này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Những tà linh đã trói buộc dân sự của Chúa ở trong những cái sự cờ bạc đỏ đen, tham lam, nghiện ngập, trong danh Đức Chúa Jesus Christ nó phải lúi ra, nó phải lúi ra khỏi dân sự của Ngài lúc này, để cho chúng con là dân của Chúa được tự do, để chúng con được đi thờ phượng Chúa. Chúng con không còn phải làm nô lệ, bị ám ảnh, áp chế ở trong những cái cờ bạc đỏ đen đó nữa, Chúa ơi. Và chúng con chỉ có một mình chủ của chúng con là Chúa Jesus Christ mà thôi. Ngài là chủ duy nhất của đời sống chúng con. Để Chúa, chúng con chọn tin cậy Chúa, phục vụ Ngài và chúng con không phục vụ ma môn. Xin Chúa ban phước cho tài chánh của quý mài cho em con. Mỗi người sẽ có được một cái công việc được phước của Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Xin ban phước cho công ăn việc làm của anh chị em chúng con, để khi anh chị em chúng con làm việc và có sự gì của Chúa đi cùng, giống như Joseph đã từng được Chúa Ngài đi cùng và được Chúa phù hộ thế nào, xin Chúa Ngài cho anh chị em chúng con cũng được phước ở trong công ăn việc làm của chúng con cũng thế ấy. Chúa ơi, Ngài sẽ cho chúng con được phước dư dật, phước hơn cả những người đồng loại của chúng con, được phước hơn cả những người cùng làm việc với chúng con ở trong lĩnh vực đó. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con bị xấu hổ, đừng để chúng con bị sỉ nhục bởi vì cớ sự khó khăn thiếu thốn. Nhưng mà xin Chúa Ngài chúng con được cất nhắc lên ở trong sự cao trọng của Ngài. Và Chúa sẽ là đấng vui mừng để khi chúng con được phước của Chúa, được thịnh vượng, thì Chúa Ngài cũng sẽ vui mừng bởi vì cớ chúng con được phước. Còn cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con được có tấm lòng rời rộng trong sự dâng hiến. Bởi vì khi mà chúng con dâng hiến trong sự yêu mến Chúa, trong sự biết ơn Ngài, thì Chúa Ngài nói rằng là Ngài cũng yêu kẻ dân của một cách vui lòng nữa. Còn cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài bởi vì Ngài là đấng dân hiến, Ngài là đấng ban cho, Ngài đã ban cho chúng con sự sống của Ngài, Ngài ban chúng con tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng ở cái nơi trời. Ngài không tiếc bất cứ điều gì với chúng con. Xin Chúa cho chúng con là con cái của Ngài, chúng con cũng có một tấm lòng cũng biết ban cho thế, bởi vì ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Xin Chúa cho chúng con được có một đời sống ban cho công việc Ngài Chúa cách rỡ rộng để hầu cho qua đời sống của chúng con, mà Chúa Ngài cũng được vinh hiển và cũng như mọi thứ khác của chúng con cũng sẽ được phước. Còn cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài bãi gãy tất cả những sự thiếu thốn khó khăn ra khỏi đời sống chúng con, và chúng con được phước dư dật ở trong tài chánh của chúng con sau này. Con cảm ơn Chúa và chúng con cùng nhau hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.